nhà bà nữ Trấn Thành được làm bằng tất cả lòng tự trọng. Trấn Thành từng chia sẻ rằng nhà bà nữ có thể hay hoặc sở tùy theo cảm nhận của mỗi người nhưng với anh, đây là bộ phim được làm bằng tất cả lòng tự trọng. Còn nhớ hai năm trước, khi bố già trở thành hiện tượng của điện ảnh Việt, nam đạo diễn cũng đã nhận được rất nhiều những lời khen ngợi và chê bai. Tuy nhiên, qua sản phẩm điện ảnh thứ hai này, Trấn Thành đã chứng minh được năng lực và khẳng định tinh thần nghiêm túc với công việc. Nội dung nhà bà nữ xoay quanh câu chuyện giữa một bà mẹ và cô con gái mới lớn. Nhưng cái khéo của Trấn Thành nằm ở chỗ anh bắt đầu bộ phim với những chi tiết rất bình thường, để rồi càng đi sâu sẽ càng đẩy lên những mâu thuẫn đầy thực tế. Bên cạnh đó, nhà bà nữ tạo được cho người xem cảm giác thú vị qua cách bắt chen tài tình. Đặc biệt, bộ phim không công kích hay lên án vào một đối tượng cụ thể. Người lớn sai thì người trẻ cũng bồng bột. Nhà bà nữ đã đánh thức những người làm con ở tuổi chớm yêu nghĩ rằng mình đủ giỏi và sẵn sàng từ bỏ gia đình. Cuối cùng, mọi khúc mắc được gỡ nút bằng hành trình trưởng thành và sự thứ tha quý vị hãy đừng quên đăng ký kênh để cùng theo dõi những video tiếp theo